Chào các bạn, video này hôm nay là trình bày thêm về cái sơ đồ cân bằng động của cây dên. Thì trước tiên là tôi vẽ phát ra cái cây dên các bạn. Cái tôi dùng cái miếng tròn này cũng đường kính 90 nè, thì coi như tương đương như cái dên của Sirius, hoặc là dên rim nó cũng 90. Đấy. Điểm ở giữa đi. Rồi, trên đây cũng vậy. Đây, vẽ coi như nó cũng gần giống luôn. Rồi nó bán kính của nó là 30, hành trình nó là 49,5 coi như 50 đi, thì chúng ta phải để ở đây cái tầm quay của nó. Ấn kính quay của cục gắt nó vậy là bao nhiêu các bạn? Nó phải là 25 ha. Rồi, ở đây chỗ này là cái ác dên này. À, xung quanh nó là nó có rế bạc đạn đũa đó. À, chỗ này có tay dên nó lắp vào đây. Và cái trục đường trục trung tâm của cái cây dên này vẫn là chỗ này. Thì người ta tính cây dên trong cái chuyển động để mà cân bằng động cho nó đó, thì người ta sẽ tính cái phần nào là động, phần nào là tĩnh. Bữa trước tôi có nói là trên cái cây dên thì cái phần động là cái phần ở đầu lớn này, phần xây á, xin lỗi, phần xây á là phần đầu lớn này, phần này. Và đối với cây dên rim á, thì chúng ta đã từng đo rồi, nó là 228 gram. Đây. Tôi cân như vậy và chúng ta nhìn ở dưới đồng hồ nó là 228 ha. À, tôi chỉ cần cái đầu lớn thôi và ác và bạc đạn đũa. Cái video trước đây là chúng ta đã cân và có ghi lại, tức là cái trọng lượng xoay á, được tính là 228 gram. Và cái phần tĩnh tiến á, là nó là trọng lượng của đầu nhỏ và trọng lượng của bê tông với ắc với bạc. Thì ở đây người ta tính cái công thức tính như thế này, tức là M dynamic. À, M dynamic là cái khối lượng động á sẽ bằng gì? Bằng khối lượng quay. M là mass á, các bạn. M rotary à, M dynamic bằng M rotary cộng với lại x phần trăm. X là gì các bạn? X là cái hệ số
ít thì cái hệ số cân bằng động. Trong video trước chúng ta đã tính ra hệ số cân bằng động của cây dinh rim là 36%, thì chúng ta nhớ cái số 36 này để chút nữa chúng ta cho vào ít phần trăm nhân với lại cái khối lượng tịnh tiến. Khối lượng tịnh tiến M là mass là khối lượng ha, tịnh tiến R C Broket thì tại sao chúng ta phải tính ra cái khối lượng động, chúng ta tính ra cái khối lượng động thì chúng ta mới tính ra được cái đối trọng được. Và như vậy chúng ta đã có cái số liệu đo đạc, thì chúng ta thấy cái khối lượng xoay hồi nãy chúng ta vừa cân M rotary vừa cân đó là 228 gram, cộng với lại hệ số cân bằng động của rim là 36% nhân với lại khối lượng tịnh tiến, thì trong cái công thức mà trước đây chúng ta đã tính và chúng ta đã biết được cái trọng lượng của bê tông là tông rim là 110, bê tông bạc và hắc luôn, đầu nhỏ của tay dên rim là 40, thì 40 chia 110 ra 36% là hệ số cân bằng động. Bây giờ hệ số cân bằng động ta nhân ngược lại 110 thì chúng ta sẽ tính ra được cái giá trị mà phải cộng vô thêm, tức là 36% của cái trọng lượng bê tông là ở đây sẽ cộng thành là, ở đây chúng ta mở ngoặc, đóng ngoặc đi, 36% nhân trọng lượng bê tông là 110 bằng 36% nhân 110 ra 40 các bạn, thì nó sẽ bằng 228 cộng 40 bằng 268 gram. Rồi, cái khối lượng động trong cây dên rim ở đây được tính ra là 268 gram. Rồi, để cân bằng cây dên ấy, thì chỗ này cái đối trọng nó sẽ như thế nào? Tôi vẽ cái vector, tức là vector này là biểu trưng cho cái M dynamic nè. To đậm lớn nè các bạn. Rồi. Và trong trường hợp cái cây dên rim này thì từ trục quay của cốt dên ra tới tâm ác là lấy hành trình 49 ly rưỡi, chúng ta chia 2 tức là 24 ly 75. Thì để cân bằng động lại cái khối lượng bên đây là tính ra khối lượng đây là 268 gram đó. Chúng ta đã ra cái số liệu 268 gram á. Thì phía bên đây nó sẽ có một cái đối trọng. Đối trọng này được làm để cân bằng với khối lượng này và không nhất định là nó phải bằng nhau, tại vì nó sao nó tạo ra cái mô măng mà nó triệt tiêu với nhau á, thì chúng ta sẽ có lực với lại nhân với lại cái cánh tay đòn, tức là lực nhân bán kính. Thì ở đây
Thầy sẽ có đây là tôi nói đây trước đây, bên đây là ví dụ đây là L1 đi, và đây là L2 đi. À thì cái lực đối trọng này M counterweight á, thì công thức nó là gì? Cái M counterweight á, MC ha. Viết tắt là MC. Cái M dynamic viết tắt. Viết tắt này là MD. Thì chúng ta sẽ có là MD nhân L1 và MC nhân L2, thì hai anh này cộng lại bằng zero, thì cái cây cốt này đứng yên, coi như được cân bằng. Vì hai anh này là coi như anh nằm ngược chiều nhau mà. Tức là anh bên này sẽ tạo ra cái momăng như thế này, anh bên này kéo ngược lại. Thì lực nhân với lại lực MC đối trọng nè, nhân với lại cái bán kính L2 thì sẽ triệt tiêu, sẽ cân bằng với lại cái lực của MD nhân với bán kính L1. L1 ở đây trong trường hợp cây dên zin này ở đây nó là 24 ly 75, tức là một nửa của hành trình. L1, L2 thì nó có bằng nhau không các bạn? À, nó không bằng nhau vì lý do là người ta để làm cái khối lượng nó tròn, nó gọn hết á. Thì cái phần bên đây người ta làm nó cũng thu gọn lại chứ không đưa xa ra, không có làm là hai cái bán kính là bằng nhau, thì cái kích thước cây dên nó sẽ rất cồng kềnh. À, do đó là cái trọng tâm của cái phần đối trọng này nó khuynh hướng nó nằm gần cái tâm quay của cốt dên hơn. Thì như vậy cái lực đối trọng, nếu như trường hợp L1 và L2 bằng nhau thì M dynamic sẽ bằng với lại M counterweight, tức là M đối trọng sẽ bằng với lại M động. À, thì cái công thức cuối cùng, cái công thức mà để cân bằng là gì? MD nhân L1 cộng MC là đối trọng nè, nhân L2 bằng zero. Hai này ngược là cái hai này ngược chiều nhau là coi như là cái dân này được cân bằng. Tức là nó là completely balance. Và đó là tôi mô phỏng lại cái cây dên này đây các bạn.
Mặc dù số liệu là của cái kênh cây dân rim, số liệu mà chúng ta làm là của cây dân rim, nhưng mà cái hình hài là tôi đang mượn cái hình dạng của cái cây dân Sirius, là cái cây dân của Yamaha. Đây, cây dân này đã được cân bằng rồi đây. Đó. Và cái hình dạng này là mượn cái hình dạng lưỡi búa của cây dân Sirius, nhưng mà thuyết minh các số liệu trong đây là số liệu của cây dân rim. Thì cái sơ đồ này và cái công thức để cho chúng ta thấy được cái cân bằng động của cây dên nó được tính toán như vậy. Và thật ra người ta cũng sẽ khi ở cái góc độ là chúng ta sửa chữa, chúng ta chế biến cây dên, chúng ta độ cây dên, thì chúng ta cũng sẽ không có quan tâm là cái đối trọng này phải nặng bao nhiêu, nhưng mà chúng ta sẽ thêm bớt như thế nào đó vào trong cái đối trọng này, trong cái má dên này, để cho cái toàn bộ cây dên nó được cân bằng. Thì có bạn hỏi tôi là biết cái tính ra phần trăm này để làm cái gì. Chúng ta tính ra phần trăm rồi chúng ta sẽ ghi nhớ, thí dụ cái máy nằm mà phạm vi khoảng 100 120 phân khối trở lại như rim, quay, Sirius nữa, thì cái hệ số nó là 36% cho cái nhóm rim quay và 27% cho nhóm da, tức là trong phạm vi dao động quanh khoảng 30 á, để chúng ta khi chúng ta có cái thay đổi về trọng lượng, tức là bê tông lớn quá, ví dụ từ 50 sổ lên 58, sổ lên 62. Rồi khi chúng ta có thay đổi về cái khoảng cách này nè các bạn, khoảng cách L1, tức là cái xe đôn dên hoặc chích ắc, thì nó dời ra, thường chích ắc 3 ly thì dời ra 3 ly, thì cái khoảng cách 24 ly 75, ở đây tôi ghi vô luôn, tức là một nửa của hành trình rim ở đây là L1, nó là 24 ly 75, 24 ly 75. Đó là zin. Còn nếu có độ, độ thì sao? Thì cái khoảng cách này nó càng ra xa. Ví dụ đôn dinh 18 ly rồi, cái khoảng cách này cộng thêm 9 ly nè. Này cho 25 luôn đi, cho tròn 25 đi, thì 25 cộng với 9 là 34. Thì nếu cái khoảng cách này nó dài ra, thì và giả dụ như cái khối lượng M động này nó không thay đổi, nó dài ra, thì cái phần mô măng bên này cũng đã lớn lên rồi. Do đó thì cái khối lượng này đang chết, đang cố định nè, nó sẽ không cân bằng nổi phía bên này, thì buộc là phải đắp thêm cho cái má dên nó nặng lên. Các bạn thấy chưa? Tức là trường hợp sổ trái lớn thì cái phía bên này nó cũng thay đổi, và trường hợp đôn dên dời ắc ra xa thì cái phía bên này cũng thay đổi, phía bên này thay đổi thì cái phía bên đối trọng cũng phải thay đổi. Để làm sao để thỏa cái công thức này, MD nhân L1 cộng MC nhân L2, hai anh này bằng giá trị bằng nhau nhưng mà nó ngược dấu, đã hai đó cộng lại phải bằng không, thì cái cây dên này được cân bằng, completely balanced, sẽ là cân bằng hoàn toàn. Ý nghĩa là ở chỗ đó, ý nghĩa là khi có thay đổi về đôn dên chích ắc, thay đổi về bán kính quay của cái ắc dên đó, hoặc là thay đổi về trọng lượng của bê tông càng lớn thì nó có tăng trọng lượng lên đó. Dầu nó là trái rỗng nó lớn thì ở trong nó cũng rỗng, nó cũng lớn ra theo, nhưng mà nói chung nó có tăng trọng lượng lên thì phải tính lại cái cân bằng động. Thì cái
Mục đích của cái video hôm nay là để tôi giải thích sâu hơn về cái chuyện tại sao cần phải tính toán để làm cái gì. Mặc dù thực tế thì khi người ta làm á, thì người ta làm thực tế thực nghiệm thôi, chả cần tính gì cả, nhưng tính toán để hiểu các bạn, để hiểu à, trường hợp nào phải cân bằng lại là như vậy. Rồi, thân ái chào các bạn.